toplinkatm.com, bán hàng Boxy Mobile rẻ nhất Việt Nam. Ngoài ra, vận may UC, vận may Nick thì được trúng 100%. Truy cập ngay shoplinkatm.com. Hello anh em nhá. Chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Clip này thì mình sẽ không đi trà trộn nữa. Trà trộn nhiều thì bây giờ cũng chán rồi, nhưng mà kênh mình cũng toàn là view của trà trộn thôi à. Chả biết làm sao bây giờ, dạo này view cũng đang tụt đây. Hôm nay thì mình sẽ đi solo squad. Ôi thôi anh trai ơi, anh trai đấm mình. Mình tính lúc chia tiền anh trai ơi. Ôi rồi ôi, chạy đâu bạn ơi. Từ từ đã, xung quanh mình đông quá. Cây lục này bắn hơi ghẻ anh em ạ. Đây rồi, có cây thơm sơn đây rồi. Xung quanh mình đông lắm anh em. Hình như là khoảng 2 team cơ. Đối diện nhà mình cũng có luôn này. Hôm nay thì đi solo squad. Đi solo squad. À đủ, chạy được luôn ạ. Hay là mình đã định vào đây để mình tìm cái cây M16 đây anh em. Đập nó được tăng sức mạnh. Nó không, không phải được tăng sức mạnh mà là được trả về sức mạnh của ban đầu. Đi chạy đi đâu bạn ơi? Chạy về đâu khi nhà đã mất đây? Có một tên ở ngay trước mặt rồi. Rất xin lỗi bạn. Ủa, ông này vẫn cầm lục nhảy vào đây ạ. À. Bạn ơi, đây có phải là chỗ chơi đâu mà cầm lục vào bắn mình ạ. À. Khác gì gọi là lấy trứng chọi đá đâu. Mình phải kiếm được cây M16 anh em ạ. À. Cây đấy giờ táp phê lắm. Nhưng mình từ từ đã. Trong này còn hơi đông. Anh em mà đang xem thì tiện tay thì bấm cho mình cái like. Mình mất khoảng đâu đó 2-30 phút để hoàn thành một cái clip. Anh em chỉ mất 0,1 giây là bấm like thôi. Xong rồi tiện thì comment cho mình một cái. Bây giờ dạo này game nó đang đi xuống nên là kênh của ai cũng bị mất view. Kênh của mình cũng chả ngoài lệ. Kênh thì đã nhỏ sẵn. Giờ view tụt thê thảm luôn. Buồn chả thèm làm clip luôn. Từ từ đã. Ui, ông kia vẫn đang lục cục đây. Nên là thôi anh em ạ. Cố gắng giúp mình tí. Tiện tay like với comment cho mình cái cho nó tăng đề xuất. Ông này đâu ấy nhở? Từ từ đã, mình phải dình được ông này đã. Vẫn còn đang bắn à? Bắn cái gì vậy anh trai ơi? Nó đang bắn ai ấy nhở? Ui, trong này vẫn còn bắn nhau rôm giả lắm. Ui, không thấy chạy luôn à? À đây rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, chạy này là mất hết rồi anh trai ơi. Chạy như thế này là mất hết rồi. Gạt luôn anh em ạ. À. Được bạn nào ta xào luôn bạn đấy. Tại vì là bây giờ hai team đang cam nhau. Mình không gạt tên khác, gạt hộ thôi. Mình phải tìm đường để mò sang mới được. Trên nhà có tiếng chân. À, vẫn đang lục cục à. Đây đây, ngay bên trên đây. Ngay bên trên đây. Ui, đúng kê như thế này là mất hết rồi. Kê như thế này là mất hết anh trai ơi. Ủa? Ủa sao mình bị mất tiếng game rồi? Mất tiếng game rồi anh em ơi. À đâu, không phải, không phải. Ui, mình tưởng mình mất tiếng game cơ. Là ngon rồi. Thế là team này vẫn còn anh em ạ. Chưa hết được. Quên mấy ông này trốn đâu nữa cơ. Đây rồi, có M16 ở trong tay đây rồi. Cây súng gọi là phê lòi con mắt đây rồi. Đâu hết rồi ta? Mấy tên này đâu hết nhỉ? Không nghe thấy ông nào nữa rồi. Không nghe thấy bắn luôn ạ. Đi đâu hết rồi nhỉ? Cũng không có ở ngoài tháp luôn. Từ chối hiểu cái trường hợp này rồi. Thôi. Mình xin phép là mình đi luôn thôi chứ. Bây giờ cứ một mình xong rồi cứ lon ta nó to nó trong này là nó bắt đấy anh em ạ. Đi thôi anh em ạ. Ở đây không còn gì vui nữa rồi. Mặc dù là chắc chắn là vẫn còn. Té thôi anh em. Con xe bà chỗ nó xì đà quá. Ui, có một tên chạy bên trái mình này. Ôi trời ơi, đứng đây làm gì được anh trai. Ui, ông này cũng đang làm gì đây? Sonic à? Thêm một tên nữa này. Rồi xong luôn ạ. Mỗi thế thôi. Ông này sao lại đang chạy đi đâu mà vội thế nhở? Ông này chắc là người mà có skin mũ các thứ luôn.
Ui, X8 này. Đấy, M16 phải nắp thêm cái giảm thanh vào nó mới đúng kiểu được anh em ạ. Là một ông chạy lon ta lon ton đi đâu đây? Trong này nãy mình thấy bắn nhau mà mình tìm nãy giờ vẫn chưa thấy đâu luôn anh em ạ. Chưa thấy tên nào luôn. Rõ ràng là bắn một lúc lâu luôn. Mấy tên này chắc là combat xong rồi chuồn đi đâu rồi. Alo alo, có ai nghe thấy mình ở đây không? Ra đi các chàng trai ơi. Tóc không xoăn thì làm sao phải xoắn nhở? Chẳng nhẽ lại đi luôn rồi sao? À đây rồi. Ui vẫn còn đang bắn nhau đây. Ui bắn nhau mãi bên trên đầu này ạ. Có tên này. Ui đang làm gì đây đây? Ui. Ủa? Sao thế? Anh em thấy không? Lag kìa. Rõ ràng là thấy đứng ngoài tự dưng bắn xong chết thì lại hiện lên cái á. Đây này. Chạy. Chạy đâu? Chạy về đâu khi nhà đã mất anh trai ơi? Úi dồi anh trai. À ha. Có một tên ở gần nữa. Chạy về đâu khi nhà đã mất? Rồi. Ui, ông này vẫn đang ngáo này. Ý, ông này vẫn còn đang. Ông này đang ngáo. Nào. Sau nhà. Ý, bắn à, bắn cái gì? Nào. Bắn cái gì đây? Ui dồi ôi, bắn làm sao lại được? Đây là M16 nó mạnh lắm. Vẫn nốc à? Còn ông ta. À đây rồi, thấy rồi nhá. Cái đầu nhấp nhô ở trên chỗ bờ tường à? Nào. Này thì nhấp nhô này, hai viên vào đầu toác đầu luôn anh em ạ. Ông này chắc mũ hai. Mình nghĩ thế. Hai viên vào đầu là toác đầu luôn. Nổ bóng bóng luôn. Là ngon rồi. Thế là team này có 3 người đang kê cái ông ở ngoài chỗ tháp kia. Thế là mình vào đây là mình hốt cả 4 luôn ạ. Người ta gọi là hoa thơm ta đánh cả cụm đấy. Cầm thêm cây M4 đi. Trận này cầm cây M4 nữa để gọi là những cái trường hợp nào cấp bách nhất thì mình có thể lôi ra sử dụng được, chứ cầm Only M16 thì vẫn hơi khoai. Thật ra thì cây M16 này nó fit lại tỷ lệ ra đạn thôi. Nhấp sẽ không được nhanh như hồi mới ra cây này đấy. Bắn gần như là liên thanh cơ. Nó đợt vừa rồi nó update lại thì nó cũng sửa rồi, nhưng mà nó không được liên thanh như trước. Nói chung là nó cũng đã nhanh hơn rồi. Bắn cảm giác cũng hơi mượt rồi, nó không được mạnh như trước rồi. Nhưng mà cũng gọi là một sự thay đổi đáng kể đấy. Đánh giá cao cây này, bắn rất sướng luôn. Nắp giảm thanh vào xong rồi nắp lòng X6 vào nữa thì thôi. Quên luôn số nhà anh em ạ. Đi thôi. Đi kiếm người tiếp. Ô có tiếng xe này. Ui, ông kia phóng bất kỳ đâu kia. Ui phóng nhanh thế anh trai ơi. Vợ gọi về ăn cơm à? Hay là người yêu bảo bố mẹ không có nhà? Đây chắc chắn là vợ có. Ui trời ơi, vội thế này đâm vào cây à? Nào. Ui. Đâm vào cây. Này đâm vào cây này. Thành viên này chắc là vội quá à. Vợ gọi về ăn cơm rồi. Kiểu như nào. Là vợ đói lắm rồi, nhà là phải có nóc nên là phải về ngay. Vội thế đâm một gốc cây như này thì chết rồi. Lần sau đi đâu thì cứ từ từ mà phóng thôi. Đạp ga mạnh thế. Mới thấy trên vụ ở trên Facebook chưa? Đạp ga đâm đổ cả cổng đấy. Như này là chết đấy. Lần sau chừa nha. Khổ dân thanh niên. Đạp mà mình đường rộng mà nhở. Sao lại ông này phi kiểu gì mà lại đâm một gốc cây được? Đường thì rõ là rộng, một mình một đường ạ. Vẫn còn đạp ga đâm vào nữa thì thôi. Bốc đất luôn anh em ạ. Quá buồn cho thanh niên. Có ông chạy trước đồi kìa. Boss à? Ui, nằm luôn rồi. À, người anh em ơi. Đứng dậy đi bạn ơi. Alo. Ui, bắn thế này mà không đứng dậy. Vẫn chưa chết luôn. Ôi. Chúng nhiều lắm rồi mà. Ui, nhảy nhót làm cái gì bạn ơi. Trời ạ.
chúng đến khoảng 5-6-7 viên. À, có sở mốc à? Có sở mốc là có người. À, đây rồi. Ui, chúng đến khoảng 4 viên rồi đấy anh em. Thêm viên nữa này. Ôi sao cái này tự dưng hơi yếu nhở? Đã có một tên nó chạy ra này. Còn boss, còn boss. Ui, chúng một đầu rồi. Úi dồi ôi, tham con boss làm gì anh thanh niên ơi. Thanh niên này tham con boss ạ. Tham con boss. Này thì tham boss này. Tham boss là chết dở rồi. Úi còn ông này bò nữa. Bò làm gì, ui bất lực rồi anh em ạ. Không thèm bò luôn, nằm giữa đường luôn. Đồng đội thì đang nấp gốc cây, đang có góc backup, đang ngon thì ra chạy ra ăn con boss ạ. Ôi dồi ôi, thế này thì chết. Thế này thì chết anh em ạ. Thế là đang yên đang lành kiếm được hai mạng. Mình nghĩ là team này chỉ có hai thôi. Tại vì ông kia bất lực rồi. Đây này, mình dừng ở đây. Trong này vừa nãy có đấy, có tiếng súng nè. Đang bắn ai à? Được rồi, mình trèo lên cái nóc nhà này là thấy hết này. Bắn ai? Alo alo. Ui rồi ôi, hai ông nằm nóc nhà kìa. Ôi dồi ôi. Ui. Ui. Ui sao mình táp như thế mà không chết nhở? Ông đầu mình táp đến cả tóe cả đầu cả người luôn ạ. Giáp ba à? Trâu thế nhở? Được rồi. Ông kia cũng đang yếu lắm rồi. Một ông thì bò xuống rồi. Đẩy lên pha này là ăn luôn này. Ăn luôn luôn. Úi giời ơi. Bên trong. À bên. Bên trường học à. Chạy về đâu. Khi nhà đã mất. Rồi. Ông này. Cảm ơn ông này là đẹp này. Thơm ngon bổ dưỡng và hợp vệ sinh. Thế là được thêm hai mạng nữa. Thế là mấy ông này đang bắn bên gì sọt anh. À bên. Lại bỏ bên gì sọt. Ngáo rồi. Đang bắn mấy bên school anh em ạ. Qua xem bên đấy có gì vui nào. À đù. Ui mình nghe tiếng chân này. Có tiếng chân anh em ơi. Nào, ôi dồi ôi. Thôi anh trai ơi, mình chính lúc chia tiền anh trai ơi. Đừng nóng này mà dễ là chảy anh trai ạ. Có cả tiếng chân ở trong nhà nữa. À, lên xe. Định công mình à. Nào. Này thì công mình nè. A à, hê hê. Công á. Nào. Nữa không. Tên này thấy một mình đi qua tưởng dễ ăn anh em ạ. Nhào xuống húp mình luôn à. Bạn ơi. Làm gì có cái gì dễ ăn như vậy. Còn một tên trong nhà nữa cơ. Có định mệnh nó bò. Nó bò mà mình cứ tưởng là nó nằm ở cạnh cái xe cơ. Rồi ăn mạng luôn rồi. Ui thôi bình tĩnh anh trai ơi. Ui anh ơi. Ui em còn vợ trẻ con già anh ơi. Bình tĩnh. Tất cả nó có mấy có. Ui rồi ôi. Bình tĩnh mấy anh trai ơi. Em con. Ui nhảy xuống à. Nào. Nhảy xuống với chúng tôi à. Còn một tên ở trên đồi nữa. Ôi thế là mình cứ tưởng là. Mình cứ nghĩ là cùng một team chứ hóa ra là khác team à. Team này ba mới trên. À ông kìa. Ngó này ba viên luôn ạ. Chúng ba viên rồi. Ôi thế là thoát rồi. Tên này chắc chạy bo luôn rồi. Nào thò ra bạn ơi. Alo anh trai ơi. Thò ra đi anh ơi. Không thấy phản hồi luôn rồi. Rồi anh em ạ. Mình thấy một tên này. Hai tên luôn ạ. Ui. Hai người hai đầu mới chết ạ. Bỏ đi đâu bạn ơi. Ui nhảy mãi không trúng luôn ạ. Dỗi thế nhở. Thế là mình bỏ lỡ một con mồi rồi.
cứu được rồi. Mình ngoài bo mất rồi. Lên xe vào bo đã anh em. Tầm này ở ngoài bo là một bất lợi lớn luôn đấy. Ui, ốp kìa. Ốp vừa giết. Ơ, hình như tên ốp gạt của mình à. Phải không nhở? Anh trai ơi, anh gì ơi. Ôi đừng chơi thế chứ. Ui anh ơi, em làm mãi mới được một tên đấy. Tên ốp ở trên này. Còn 3 tên nữa à. Ông cầm ốp vẫn ở trên đây đây. Đâu rồi. Đừng làm thế mà dễ xe nhau anh ơi. Thì ở dưới trên đồi có cả sấm mốc nữa. Mà từ từ đã. Mình phải tìm được cái tên ở trên này đã. Đâu rồi. Ui nó bên kia kìa. Ở chỗ sát biển bò cơ. Đây này. Một ông đang ngồi gốc cây này. Ôi tượt mất rồi. Nào thò lên bạn. Alo alo. Làm tí bạn ơi. Ui bò về mấy bạn kia anh em ơi. Bò này thì chết tôi rồi. Mình có làm gì gọi là có lỗi lắm đâu mà ông trời. Nó gọi là một ông này. Ừ. Mình có làm gì có lỗi đâu mà ông trời lỗ nằng nào mà này. Đấy này cứ cho mình ngoài bó này là chết rồi. Thế là hỏng rồi. Ô, tên này bắn ở đâu nhở? Ơi như lại gạt à. Thôi. Không làm mà có ăn này. Gạt mất mạng của tôi anh em ạ. Trời ơi bị gạt mất hai mạng liền. Thế là còn 1v1 à. Thế là mình bị à sấm mốc kìa. Ở trên rồi. Chạy về đâu khi nhà đã mất cưng ơi. Hello baby. Đâu rồi. Ui. Mình đứng góc dưới hơi bất lợi. Không quả đấy khuất quá không có táp được theo anh em ạ. Thế là còn một tên à. Tên này đang chạy ở trên rồi, mình ở trong bo rồi. Thanh niên này ngoài bo anh em ơi. Tự dưng đang yên đang lành lại cắm mảnh sành vào mông, ở dưới không đứng lại chạy lên trên. Ui, cuộc đời. Chấm hết. Alo. Ở chỗ tảng đá này anh em ạ. Cơm không ăn thì gạo còn đó. Nào bây giờ chạy đi đâu? Bây giờ chạy kiểu gì đây? Ngoài bo mất tiêu rồi anh trai ơi. Bây giờ chỉ có chạy vào nồi thôi. Đâu rồi? Đâu nhỉ? À đây rồi. Úi giời ơi. Thiên đường muôn lối thì lại không đi. Địa ngục một lối thì lại đâm đầu vào. Đang yên đang lành tự dưng lại chạy lên trên. Xong rồi chạy ra ngoài bo. Thế thì làm sao mà đỡ được đây? Ý, nó lại xịt quá cơ. Ok anh em à, thì clip của mình cũng đến đây là kết thúc rồi. Anh em thấy sao về clip này đừng quên thì lại cho mình một lượt like như là một mình comment nhé. Cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để coi hết cái clip này. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye.